Ok, giờ còn Cao Đài ngồi đây, đệ tử Lan ngồi phát biểu vài câu. 5 phút đó nghe, không có lâu nghe. Quá đói rồi. Bữa đầu tới cao đồ đệ tử của Đức Thầy nữa là xong. Rồi giờ tới Cao Đài. Rồi con nói gì không? Con phải chờ chút. Dạ chút mà. Dạ con nói này cũng được. Chuyện của chị nói nha. Chuyện tôi nghe, tôi nghe. Rồi. Này cao đài gặt á, mà bữa nay thành thiên tâm gặt, đeo luôn nữa không, đeo luôn cái bông nữa không, vậy mới là chuyện chơi phải không? Còn thiên tâm chỉ một cái như chú hữu là chưa đâu, nó phải lên lỗ tai nữa kìa, tức là ba lúc trời muốn chùm luôn nữa. Này rồi. Nói đi, nói có 5 phút mà nội vô đời thôi là hết 5 phút chết rồi. Đói quá rồi đó. Nói về lý do tại sao? Muốn nhau cái gì hay cứ nói. Thiên Hồng Lan phải không? Thiên Thu Lan là một nhà thơ, làm thơ rất là lỗi lạc nha quý vị. Có trang web làm thơ cũng như nhà thơ Dương Thu Hương rồi vậy đó, đây là nhà thơ nha. Không phải tầm thường nha. Một nhà thơ Phường Tý là Cao Đài, đảo Cao Đài. Rồi không biết làm sao mà lọt vô thành bây giờ là Thiên Tâm á, Thiên Tâm Đài. Vậy đó rồi, Thiên Thu Lan. Rồi, giới thiệu gì nữa, nói đi. Sở dĩ mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay đó là nhờ sư phụ Kiệt cho tôi biết tôi là ai. Và từ đó tôi mới thấy là đạo Thiên Tâm. Quên giới thiệu phần đó. Quên. Thấy con nhìn thấy cái tướng mỏng manh này là giống ai vậy? Tại bữa la coi cốt lâu giống ai? Giống đàn ông hay đàn bà cái đã? Ê Trang là đàn ông, nay là ông tiên phải không? Ông tiên chút chân không chịu ăn nóm nhách gì vậy? Chết, ngán ăn đi không? Ơi thấy vậy hay lắm à. Ừ, ông tiên. Tại vì coi nhiều quá, không biết ai cốt nào giờ nhắc mới nhớ. Nhớ chút xíu. Tôi là đạo Cao Đài từ lúc nhỏ. Ba tôi là chánh trị sự của một thánh thất Cao Đài ở Phú Quốc. Đó là cái thánh thất đầu tiên. Ba tên gì? Dạ, ba tên Quỳnh Văn Nghĩa. Quỳnh Văn Nghĩa? Dạ. Có ai biết Quỳnh Văn Nghĩa? Quá không biết à? Dạ. Ba tôi được cha Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho cái chức đó. Đó là cái thánh thất đầu tiên của đạo Cao Đài. Và từ nhỏ tôi đã theo ba đi thánh thất thường ngày. Tới lớn lên thì làm đồng nhi của đạo. Và tôi rất là, từ lớn lên tôi xin ba cho nhập môn đạo Cao Đài. Tại vì tôi thấy đạo Cao Đài rất là tốt, hòa nhã với tất cả các đạo khác, không có phân biệt gì hết. Có chủ trương là hòa đồng tôn giáo và có mục đích là sau này sẽ gom tất cả các đạo khác biến thành một đạo duy nhất, như là cái mục đích của đạo Thiên Tâm của chúng ta hiện nay. Đó là lý do mà tôi tham gia đạo Thiên Tâm. Tại vì trong Thiên Tâm tôi cũng thờ phượng được cha mẹ và cũng có cùng một cái ý tưởng là trở thành một cái đạo cho tất cả các chúng sanh chúng ta ở trên thế giới. Và khi gia nhập đạo Thiên Tâm thì sư phụ đã cho tôi ở niệm Phật đường, và từ đó tôi
tìm cách để mà tham gia gia nhập vào cái đạo với tất cả các anh chị em ở đây. Thưa con, Khúc quan trọng không nói, bỏ đạo làm vợ đi theo đạo thiên tập. Cái ông Tiểu Đồng kia, ông lên đây cũng mấy năm hả? Năm mà năn nỉ hoài, thỉnh vợ về không về. Ổng là mới ổng đâu rồi. Đó là bỏ đạo làm vợ. Tôi lần đầu tiên lên Thiên Long Sơn thì ở được có một ngày à. Rồi gặp sư phụ Kiệt. Sư phụ Kiệt nói những cái câu mà làm cho tôi thắc mắc. Cho nên về Nam Cali 2 tuần sau nhất định phải lên để hỏi cho rõ ràng. Rồi tôi trở lên trên Long Sơn gặp sư phụ Kiệt. Tôi hỏi xin sư phụ cho tôi biết tôi là ai. Cái này nó mới vui. Cái hai chồng gây lộn ở dưới nhà bùa chúc. Cái ông Đức ông nói tại chị lúc đó kìa đòi lên thiên đàng phải không? Không có lên. Ông đòi xuống địa ngục phải không? Không có đòi lên mà. Không, cái câu ông thề là ông gì nói lặp lại. Ông nói đó là theo chú Kiệt đặng bà được lên thiên đàng đi, còn tôi thì tôi xuống địa ngục. Mà dám nói trước mặt cho phụ vậy con nghĩ như thế nào? Trước mặt cho phụ là rất là nguy hiểm nha. Mấy con đừng có nghĩ là hiện giờ có mình cho phụ. Cả trăm nghìn chư thiên đứng trong vòng đây nè. Nhưng cái đó là buổi lễ thì mấy vị về để mà giữ chung với mình. Con bình thường á, tệ nhất là mấy con cũng bao nhiêu rồi đó. Đông lắm á. Cho nên ông này ông ghen nè. Ông đòi xuống địa ngục. Trời, cái đêm đó phụ về á, mình đang đói bụng mà. Rồi sắp sửa đi ngủ, cũng nhớ tới ông nói mình phải ra mình xin liền. Không xin liền mấy vị bụp thiệt làm sao? Xin liền cho ổng. Cái kỳ sao ông lên nữa, ông lên tới lui cũng nhiều lần lắm. Nhưng cuối cùng không có duyên nhận ổng làm đệ tử. Nhận được hơn chiếc đũa. Thiếu chiếc, một chiếc dép kia đâu rồi. Một chiếc đi khập khển. Nhưng mà không sao, bây giờ mang chung mấy trăm chiếc này đã nữa. Ừ? Dạ. Ừ? Mất chiếc nhầm gì giờ có mấy trăm chiếc. Trước đó đó thì gia đình cũng không có được vui. Cho nên sở dĩ mà tôi lôi kéo ổng lên đây đó là muốn cho ổng hồi hướng lại và nhận cái lỗi mình đã làm và trở nên một cái người chồng tốt. Nhưng mà có lẽ là phước cũng không có đủ cho nên không có thể làm cho ổng giác ngộ được. Do đó mà bây giờ ở đây một mình. Tuy vậy nhưng mà tôi rất là vui tại vì có rất là đông anh chị em ở đây mang tới. Để tự mở cửa cho nó, do nó không thấy. Dạ, ngợp quá, bây giờ là hết lạnh này cần mới đóng. Dạ, tôi cũng thương tất cả các anh chị em. Cảm ơn rất là nhiều đã cho tôi cái tình thương. Và có một cái gia đình rất là rộng lớn. Hôm nay cái clip này lên thì vui á. Xin nhắn lại với Tiểu Đồng nha. Vô bữa vô trời xuống địa ngục. Rồi vô thiếu tôi ba ngày nhan. Bữa nào vô lên tôi nhận vô làm đệ tử. Để được đôi dép song hành nha. Chọc tất cả mọi người. Ông đẹp trai lắm. Hiền dữ lắm. Nhưng mà lòng tin không có. Cho nên mấy con á mà tin sư phụ, tin cha tin mẹ, đó là một cái duyên. Mình có cái duyên mình ngồi đây. Thường mấy vị thường nói, mấy nãy mấy cha rồi cũng nói, chúng ta cùng một cái điểm, nhưng bắt cùng cái làn sóng đó, gọi là điểm thanh. Thì có 7 dòng hầu quang có điểm thanh. Thì người nào mà điểm trượt vừa bước vô tới đó là phụ chịu không nổi rồi. Có đó. Thì có những cái mà mấy con sẽ sau này phải để ý. Thế sao sư phụ tôi bữa nay không có lịch sự với cái người đó. Ai cũng giống nhau, nó không phải. Cái đó phải gặp riêng đi, thì Hùng mới lấy cái trượt của họ. Hồi Hùng đang nói chuyện mà có một người có trượt mà tới gần á, thì Hùng nói chuyện có được mất hết cái ý nói. Tại nói chuyện này á, nó cũng giống như đệ tử này nè. À, có điển mới ngồi nói được mười mấy tiếng ngon. Ngày nãy giờ quay, ngày hôm qua 8 tiếng. Thì mấy con phải hiểu. Thì khi nào mà người có trượt, không có trượt, mấy con không có nhận xét được.
Nhưng mà khi mình tu tập lâu ngày á, một người mà không cùng với cái luồng sống của mình, không cùng điểm với mình á, tới gần mình biết liền nè. Con không có hơi, con rất là thơm, cái người này bảo đảm. Tại vì nhìn thấy hào quang có, những người có hào quang, không người thân thể không có hôi. Ồ, hôm nay anh Kiệt nói em nói một tháng không chưa tắm á. Quay, một tháng chưa tắm, đứng đi. Em. Không, tại vì người nào có hào quang mà sáng á, không có hôi. Ôi, tại vì em có chia sẻ một tháng rồi chưa tắm mà hả? Em với chị Lan này, em có chia sẻ, em với chị Lan này, thằng con em á, tưởng là sư phụ một tháng không tắm không hôi thì có người thứ hai ta. Cái thằng cũng có hôi nha, người hỏi cho mẫu ngồi anh. Cái thằng, người vô hôm giờ hỏi chứ. Cái thằng em luật sư á, thằng con em nó là luật sư á, thằng con quay đầu á, nó bảo chứ má má bao lâu má chưa tắm, một tháng rồi. Hôm sau này ở với má đỡ tốn nước à. Thấy ta. Em có phải tắm đâu. Em đi một tháng hai tháng rồi. Không có hôi. Thật sự không có hôi, có bữa hả? Mặc cái áo hoài cũng có hôi. Không có hôi. Quần áo cũng hôi, khăn lông cũng hôi. Hay. Cất đi được mãi cũng được á, không biết sao vậy á. Người xong kỳ vậy ta. Ok rồi, một tháng không tắm. Ở đây có ai tháng không tắm không? Không. quay không hả? Đâu con tháng không tắm hả? Rồi đưa microphone cho con tháng không tắm coi có gì chưa. Đưa xuống đây quá trời luôn quên. Coi chắc con là người thứ ba trong cái hội trường này tháng không tắm mà không hồi á. Từ ngày con đứng lên cao dễ thấy. Từ ngày con thấy rồi 3 phút nè con đổi quạt. Dạ, thưa con may mắn con được về đây gặp sư phụ. Con đi tu rất là trẻ, năm 62 tuổi. Và khi con được đi tu thì con lên gặp được Đức Đạt La Đạt Ma. Khi con được gặp ngài rồi con về con không biết làm sao tu, thì con có đi gặp một vị thầy đó là thầy Hàng Trường. Con hỏi thầy con làm sao con tìm được thầy để tu, những thầy nào vị nào mà để giúp con để tu. Thì thầy Hàng Trường biểu con á, con đi tìm 100 vị thầy, khi nào 100 vị con phải còn 20 vị, 20 vị còn 10 vị, 10 vị còn 5 vị, 5 vị còn 2 vị, 2 vị trong một vị đó là vị thầy của con. Thì con đi trên 100 vị thầy trên đất nước Mỹ, Đài Loan con cũng có, và bên Ấn Độ con đi 2 lần. Thì con cũng rất là nhiều thầy chỉ bái lại thôi, nhưng mà không có quy y. Giờ này phút này con nhận được sư phụ là thầy của con. Cảm động đặt con tên gì phụ quên rồi, con giới thiệu tên lại. Thiên Xuân. Dạ. Bữa nay là mùa xuân Di Lạc, con gặp được Phật Di Lạc, thì hôm nay tên của con trúng rồi. Năm 2023 mà con đi tìm phái cho đây. Mô Phật và cái nguyện của con khi mà Covid. Đệ tử này tu giỏi lắm, đọc kinh rào rào á. Năm nghìn giỏi. Bắt đầu Covid, con nguyện lại cha lại mẹ trên trời, lại Phật Quan Âm Bồ Tát là mẹ của con. Con thuộc Lăng Nghiêm không? Dạ con thuộc chú Lăng Nghiêm. Bây giờ con đọc một đệ nhất cho phụ nghe thử. Bây giờ đồng quá con. Đồng quá. Nam mô Tát Đát Tha Tô Dạ. Để cho mấy tỷ muội bắt chước. Gần lên. Hay quá. Mấy con phải thuộc lòng như đệ tử này á, sư phụ thuộc lòng á. Nhưng mà lâu ngày sư phụ chưa đọc nó còn khớp lại. Mỗi ngày con trăm. Cái đó mình phải đọc hàng ngày á. Giỏi quá. Và con lên đây con lại tam bộ nhánh bái lên điện mẹ. Ngày thứ nhất con không gặp mẹ, gặp bà sư phụ. Ngày thứ hai con gặp sư phụ, con lại xong con với Tích Ti
bạn của con từ Virginia về đây. Con tiểu bang nào vậy? Dạ Virginia. Ôi Virginia bay qua. Dạ con qua 2 lần. Nhưng mà có một lần con muốn gặp sư phụ quá, con nằm mơ con thấy sư phụ bay về nhà con. Cái sư phụ con mới rót trà, sư phụ nó không uống. Lần còn con làm gì mau mau quá, thấy sư phụ cười cái. Lúc đó mặc áo lông bào áo thường? Dạ. Lúc đó mặc áo gì? Áo đen. À, áo đen hả? Dạ. Tại vì có nhiều người nằm mà khi họ kêu tên cho phụ bay tới á, có những người thấy áo này áo khác, để bữa đó mình điệu mình mặc áo gì. Có nhiều người thấy áo lạnh này, có nhiều người thấy áo lông bào, có nhiều người thấy áo kiểu như con thấy sùa áo giáp không? Chắc lúc đó sùa đang đánh thiên mà. Nên là quần áo bữa nào phải hỏi tùy theo ngày mình đang đi đâu mình tắt qua luôn. Cái con nghe nó sư phụ về Việt Nam. Con nó thưa sư phụ cho con về với. Cái sư phụ nó đi thì con xách cái vali. Sư phụ đi mau quá con đi không kịp. Để gần vô. Con xin sư phụ về Việt Nam, sư phụ nó được, sư phụ cho đi. Con nói dạ, con xách cái vali con chạy theo. Thì sư phụ đi mau quá cái con tặc cái vali nó rớt đổ quần áo ra. Sư phụ ngó con lượm quần áo, sư phụ đứng chờ con thấy thương quá. Con ráng con lượm lên con chạy theo sư phụ. Đó là thằng thứ hai. Lần thứ ba con nguyện xin sao con biết được, thấy được ông rồng xuống nhà con. Tối lại đó con thấy hai ông rồng, một ông màu xanh, ông màu vàng, cái lưng ông màu nâu, cái ruột ông màu nâu. Và ông bay ông luyện xuống trước nhà con, rất là đông người tới coi nó. Ô ông rồng này của cô Thiên Xuân ở trên đó về đó. Trong giấc mơ của con, người có trời còn thấy khác không? Trong 8 tỷ người không phải ai cũng có phước mà đã nghe được đại bi, huống chi thuộc lòng đại bi là dễ nhất đúng không? Thuộc lòng lăng nghiêm là chuyện cực kỳ khó. Đây có đệ tử này nữa nè, nhiều lắm, trong này nhân tài nhiều lắm.